À, vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì siêu thị điện máy của Ecomark vừa về hàng một dòng TV của TCL, phân khúc TV 55 inch, model là 55C725. Bên em về một lô hàng gồm có 20 chiếc. Đây là TV của 2021 và đang có giá thành cực kỳ là hấp dẫn. Với cái giá thành mà chỉ nhỉnh hơn 12 triệu đồng thôi thì các bác có sở hữu được một dòng TV QLED rồi. Đây là hơn 10 con bên em đã đăng kê vào khu vực ở chi nhánh Đông Anh. Và ở phía bên ngoài này là những cái mẫu TV bên em chuyển sang khu vực ở chi nhánh thứ hai. Coi nhá. Các cái mẫu TV như thế này thì các bác đặt hàng ở siêu thị bên em sẽ có cái giá thành vừa tốt lại vừa chất lượng. Hàng bên em chuyển đến nhà các bác thì hàng mới nguyên đai nguyên kiện như thế này. Mọi người nhìn thấy đây. Hàng rất là nhiều và đảm bảo cho các bác đầy đủ vỏ cũng như là các cái đai ở phía bên trong. Dòng TV QLED mà bán chạy nhất trong năm 2021 đó là con 55C725 này. Và hiện tại thì những cái lô cuối cùng của năm nay nó đã về rồi. Các bác nào đặt hàng nhanh tay trong đợt này thì mới có hàng rồi nhá. Và những bác nào đang chần chừ thì chỉ có mua được những cái mẫu của 2022 thôi. 22 thì nó mới ra thì giá nó khá chỉ là cao. Khá cao mọi người nhá. Với dòng TV 55C725, các bác sẽ có nhiều cái hệ thống âm thanh và hình ảnh sống động. Ví dụ như là màn hình 4K, màn hình chấm lượng tử kết hợp với hệ thống âm thanh Dolby Vision S1, công nghệ là HDR10+, hệ thống loa Onkyo kết hợp với hình ảnh là cái này có thể tìm kiếm giọng nói bằng câu lệnh qua OK Google mọi người nhá, qua ứng dụng là Hand Free Voice Control, mọi người không cần đến điều khiển. Gọi video call hay là hỗ trợ Google Assistant, các ứng dụng Netflix, YouTube các bác vào thoải mái. Và đối với dòng TV giá rẻ như thế này mọi người đặt hàng sẽ được bảo hành điện tử là 2 năm tại nhà và bên em đổi mới trong 30 ngày nếu mà TV gặp lỗi của nhà sản xuất các bác nhé. Chạy hệ điều hành là Android. Đây. Chạy sẽ là Android TV. Những dòng TV này chỉ Android TV thôi các bạn nhé, không có chạy trên nền tảng Google TV. Nếu các bác muốn chạy trên nền tảng Google TV thì sẽ mua những model của năm 2022. Và sau đây thì em sẽ tiến hành bóc hộp một chiếc TV và bày lên kệ của siêu thị điện máy Ecomark bên em. Và em sẽ tiến hành bóc hộp một chiếc TV để kê lên kệ của siêu thị mọi nhé. Cái lô hàng này nó mới về, do đó là những cái lô hàng ở trước thì bên em đang bán hết rồi. Và bắt buộc phải có một chiếc TV bày để cho các bác đào đến tại siêu thị để xem. Đây các bác có thể nhìn thấy cái vỏ hộp khi mà bóc ra. Hàng mới nguyên đai nguyên kiện mọi người nhé. Đấy, xốp xếp các thứ là rất chi là ngay ngắn. Bên trong thì bên em sẽ có đầy đủ như các cái phần phụ kiện. Phụ kiện bên trong thì sẽ đi kèm của nó sẽ là một chiếc điều khiển thông minh kết hợp với dây nguồn và hai cái chân. Đây là cái điều khiển của chúng ta. Phần TV thì chúng ta sẽ có hai nấc chân. Lắp thêm hai cái chân nữa. Hai nấc chân. Đi kèm với các bác sẽ có hai cái chân như này. Em bỏ ra đi. Đây là hai chân đình chữ V úp ngược như này các bác nhé. Chúng ta sẽ bắt vào chiếc TV. Một chiếc điều khiển thông minh. Chiếc điều khiển thông minh. Ở phía đằng phía dưới thì chúng ta sẽ có hai lơi để các bác bắt chân mọi người nhé. Một lơi thì các bác bắt phía ngoài, một lơi bắt phía trong. Thì chúng ta sẽ có hai kiểu dáng, đó là chân bên ngoài và chân bên trong. Chân này thì sẽ có đi kèm hai con vít. Các bác bắt vào là xong. Và chân bên này thì cũng tương tự như vậy. Vâng, em cũng đã kê lên kệ của siêu thị điện máy Ecomark của mọi người nhé. Các bác nhìn thấy là cái phần chân bên em bắt ở phía bên ngoài. Các bác có thể bắt chân ở phía bên trong được. Sau khi mà chúng ta kê lên kệ thì đây là dòng TV mới ra, các bác phải cài đặt. Các bác sẽ họ chọn tiếng Việt. Bấm tiếp tục. Thì các bác sẽ bỏ qua thì nó sẽ nhanh hơn. Bác bắt mạng nhé. Ecomark. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Trong quá trình đợi thì em sẽ đi sơ qua về cái đường led của dòng sản phẩm này. Dòng sản phẩm này thì được thiết kế viền kim loại mọi người nhé, viền kim loại cực kỳ là mỏng, và phía dưới này của nó cũng là viền kim loại màu bạc, tạo cái điểm nhấn ở phần viền đằng dưới phía dưới cho chúng ta. Hệ thống loa Onkyo chúng ta sẽ đặt ở đây. Đó, hệ thống loa Onkyo. Các cái logo của Onkyo nó sẽ để ở phía góc bên này. Viền rất mỏng mọi người nhé, viền rất mỏng. Và phía bên trên thì bác có thể đăng nhập hoặc bỏ qua được. Bác bấm chấp nhận. Hay đoàn cái này có hay không đây? Không. Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ chọn lại quốc gia. Và các bác đợi trong một vài giây nó sẽ vào ứng dụng của chiếc TV này. Các bác vẫn đồng ý. Và đây là cái hệ điều hành Android trên dòng TV 55C725 các bác nhé. C725 chạy Android thuần túy. Nếu mà mọi người muốn chạy trên nền tảng Google TV, bác sẽ mua những dòng TV của 2022 như là 55Q636 sẽ là các dòng chạy nền tảng Google TV. Còn con này sẽ là Android thuần túy. Tuy nhiên thì sử dụng rất chi là mượt mà mọi người nhé. Đây các bác nhìn thấy, vào rất chi mượt. Đấy, lướt qua lướt lại. Rồi. Với giá thành hiện tại con này bên em đang bán với giá là 12.820.000 cho dòng TV QLED 55C725. Các bạn nào có nhu cầu mua sắm thì nhanh tay liên hệ với siêu thị BM ở tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, website của max.vn mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo.